Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý anh chị và quý vị khắp nơi đang theo dõi trên chương trình của Người Việt Channel. Và thưa quý vị, hôm nay là thứ sáu, ngày 10 tháng 11 năm 2023. Chúng tôi xin chào tái ngộ cùng anh Đỗ Hồng Anh từ Washington DC. Xin chào Hoàng Bách và kính chào quý khán giả của Người Việt Channel. Dạ vâng, trước nhất là chúng tôi và anh Đỗ Hồng Anh xin kính chúc quý vị có một ngày cũng như là một cuối tuần thật là bình an bên gia đình và người thân. Và cũng xin trân trọng cảm ơn quý vị bởi vì cái chương trình đầu tiên, tức là chương trình tuần lễ vừa qua đó, quý vị viết comment cũng khá nhiều, cũng như là được hỗ trợ tích cực. Do đó mà anh Đỗ Hồng Anh mới trở lại, chứ nếu mà quý vị không có khuyến khích, không hỗ trợ tinh thần thì anh Đỗ Hồng Anh kêu thôi tôi đi chơi chứ chưa tôi không trở lại với anh nữa. Thành bây giờ thì trước nhất là cảm ơn quý khán giả đã hỗ trợ động viên tinh thần cho anh Đỗ Hồng Anh. Đây là lần thứ hai anh trở lại trong chương trình của Người Việt Channel. Và xin tiếp lời của anh Hoàng Bách, xin cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã theo dõi cái cuộc nói chuyện tuần rồi và quý vị đã nhiệt tình ủng hộ sự có mặt của tôi. Xin một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và mong được sự ủng hộ tiếp tục của quý vị trong tương lai. Dạ vâng, cảm ơn anh Đỗ Hồng Anh bởi vì cái tiếng nói của những người ở vùng Washington DC đó, người ta cho là gần mặt trời, gần ánh sáng. Chúng tôi thì ở dưới tiểu bang Texas hay là tiểu bang khác đó, cũng giống như là Sài Gòn mà ở Pleiku hay là Kon Tum Đắk Lắk. Dĩ nhiên là anh ở ở ngay thủ đô đó, ánh sáng của ánh sáng nó tỏa sáng cho nên anh biết nhiều nhiều chuyện, cho nên những cái tin tức mà anh Đỗ Hồng Anh gửi đến quý vị, chúng tôi hy vọng là anh cũng anh là người hoạt động tích cực ở vùng Washington đốn. Trước đây như chúng tôi thưa đó là anh là chủ tịch của 2 nhiệm kỳ và anh cũng học bằng báo chí của Đại học Vận hành Sài Gòn, anh cũng làm báo ở Sài Gòn, sau qua bên này anh lấy kỹ sư điện rồi anh lại cộng tác với nhiều cơ quan truyền thông, ví dụ như Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA rồi Đài SBTN rồi Đài Việt Nam Hải Ngoại. Anh cộng tác rất là nhiều và một người rất là xông xáo, cho nên cái nhìn của anh đó cũng là cái nhìn rất tích cực để ở nhiều góc độ khác nhau của một vấn đề để gửi đến quý vị. Và chúng tôi mong rằng quý vị các khách mời của chúng tôi ở những góc nhìn khác nhau để quý vị có thể tổng hợp một cái nhìn chung và từ đó chúng ta có cái nhận định nó chính xác hơn. Thưa anh Đỗ Hồng Anh, có lẽ là anh ở vùng Washington đốn thì anh biết là cái cuộc bầu cử, qua cái cuộc thăm dò đó ngày mùng 5 tháng 11 của New York Times, mà tờ New York Times đúng rồi, dạ, thì họ cho rằng là 6 cái tiểu bang mà chiếm địa, tức là tiểu bang nửa đỏ nửa xanh giống gần nhau đó, thì ông Donald Trump đã dẫn trước là 5 tiểu bang, chỉ có tiểu bang Minnesota thì phải là tiểu bang thứ sáu thì ông Biden mới dẫn trước được 2 điểm. Nhưng mà qua cái sự thăm dò đó thì nhiều người họ băn khoăn lo âu, đặc biệt là những người bên dân chủ đó, họ nói trời ơi sao vậy, nguy hiểm quá. Nhưng mà không ngờ là cái cuộc bầu cử vừa qua vào ngày mùng 7 tháng 11 vừa qua đó, bầu cử ở tiểu bang cũng như là bầu cử các địa phương khắp nơi đó, thì cái cuộc bầu cử nó trả lời rõ ràng là cái làn sóng đỏ không có, mà ngược lại cái làn sóng xanh nó lại lôi cuốn nhiều hơn. Anh nghĩ sao, anh nhận định về vấn đề này như thế nào thưa anh? Thưa anh Hoàng Bách, thưa quý khán thính giả, thì chúng tôi cũng đọc tin trên báo chí và lấy những cái nguồn tin từ các hãng thông tấn cũng như các cơ quan truyền thông của Mỹ để biết về tình hình cuộc bầu cử vừa qua. Thì nhận xét chung là cuộc bầu cử vừa qua là một thắng lợi lớn của đảng Dân Chủ. Từ các tiểu bang, thí dụ như có những cái điển hình là thí dụ như ông thống đốc Beshear của tiểu bang Kentucky tái đắc cử, thắng một cái vị một ứng cử viên dân chủ cũng nặng ký. Và ngoài ra tại tiểu bang Virginia, mà nơi chúng tôi cư ngụ, thì thưa quý vị, đảng Dân Chủ đã thắng tất cả ở lưỡng viện của cơ quan lập pháp tiểu bang Virginia, ở hạ viện cũng như thượng viện. Và đặc biệt ở thượng viện thì họ giành lại được thế đa số, dù là một cái đa số khít khao thôi nhưng cũng chiếm được đa số. Và một mặt khác, một ứng cử viên khác tại cử viên dân chủ khác tại tiểu bang Pennsylvania cũng đã giành được cái ghế của tối cao pháp viện Pennsylvania để lấy được cái thế đa số cho dân chủ tại tối cao pháp viện Pennsylvania.
là 5-2. Thì đó là những cái thắng lợi lớn của tiểu bang của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử vừa rồi. Tuy nhiên cũng có một số tiểu bang mà các ứng cử viên cũng như các thống đốc dân chủ tiểu Cộng hòa đã tái đắc cử, chẳng hạn như thống đốc DeWine của Kentucky đã thắng tái đắc cử, và thống đốc Reeves của Massachusetts, xin lỗi, Mississippi đã thắng một ứng cử viên dân chủ cũng khá nặng ký là ông Presley, và đại khái là như vậy. Nhưng mà trong tương lai thì tới năm 2024 thì chưa biết thế nào, nhưng mà theo ABC thì năm 2024 có một cuộc bầu cử tổng thống. Do vậy những cái thành quả hôm nay, của thành quả vừa rồi của đảng Dân Chủ có thể sẽ thay đổi, vì cái thành phần cử tri sẽ khác biệt đi, nó sẽ đông hơn là cái cuộc bầu cử hôm năm nay. Cuộc bầu cử năm nay thì quý vị cũng thấy là có rất nhiều người không đi bầu, tại vì họ nghĩ rằng không quan trọng. Nhưng mà tới năm tới có cuộc bầu cử tổng thống thì chắc chắn số cử tri sẽ đi bầu đông hơn, và như vậy đó thì cái thành phần cử tri nó thay đổi. Do vậy cái thế mà ưu thế của dân chủ có thể cũng sẽ thay đổi. Đó là theo cái dự đoán của đài ABC. Thì thưa quý vị, chúng tôi xin được tóm tắt là như vậy về cái cuộc bầu cử vừa rồi. Dạ vâng, thưa anh, thì qua cái cuộc bầu cử đó, là trước cuộc bầu cử đó, thì cái chính sách gọi là vận động của Đảng Cộng Hòa họ chú trọng tới cái vấn đề phá thai. Nhưng mà xuyên qua cái đó thì mình thấy cái tiểu bang Ohio là cái tiểu bang của là đỏ, rồi như là Kentucky cũng đỏ nữa, nhưng mà nó rõ ràng dường như là cái chiêu bài hay là cái chính sách dùng cái đó để tấn công vào dân chủ, anh có nghĩ là nó bị thất bại không? Cho thấy nhất đó là trong cái cuộc mà tranh luận vừa qua vào ngày mùng 8 đó, thì các ứng cử viên mà chạy đua vào tòa bạch ốc của Đảng Cộng Hòa đó, ở trong bầu cử sơ bộ lần thứ ba họ tranh luận đó, thì dường như họ né tránh về vấn đề này. Anh nhận định như thế nào? Thưa anh Hoàng Bách, thưa quý khán giả, thì chúng ta cũng biết là cuộc bầu cử vừa rồi họ chú trọng tới vấn đề bầu cử các viên chức, đặc biệt là thống đốc rồi các viên chức địa phương, cũng như là các cuộc trưng cầu dân ý tại địa phương. Thì trong đó cái cuộc trưng cầu dân ý lớn nhất là vấn đề phá thai. Thì chủ trương của đảng Cộng hòa là cho phá thai, là cấm phá thai. Nhưng mà đảng Dân Chủ trong kỳ vừa rồi tất cả cử tri họ đều vote là để cho phá thai theo một cái điều kiện nào đó. Tức là cái đảng Cộng hòa, chủ trương của đảng Cộng hòa đã thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý đó trước đảng Dân Chủ. Dạ vâng, bây giờ thì thưa anh, một cái tin mà của anh như là cũng hơi động trời. Đó là ngày hôm qua vào ngày 9 tháng 11, thì Thượng nghị sĩ Joe Manchin, ông này đó là tuy là đảng Dân Chủ nhưng mà ông ở trong cái vùng của Cộng Hòa, cho nên có nhiều lúc đó ông tuyên bố giống như ông là người Cộng Hòa vậy chứ không phải là Dân Chủ. Và đặc biệt đó là trong cái chính sách mà xin ngân sách để xây dựng hạ tầng cơ sở của ông Joe Biden đó, 10 10 một ngàn mấy tỷ đó, thì ông này cứ lặn lừa không chịu chấp nhận về vấn đề này. Bởi vì thưa quý khán giả, ông á, là đảng viên của đảng Dân Chủ nhưng mà lại nằm trong cái vùng gọi là của đảng Cộng Hòa ở vùng Tây của Virginia. Thì thưa anh, ngày hôm qua đó cũng xin nói thêm đó là ông Thượng nghị sĩ Joe Manchin á, năm nay đã 76 tuổi rồi chứ không có trẻ nữa. Và ông tham gia vào Thượng viện từ năm 2010, tính đến nay thì coi như là ông cũng là 13 14 năm rồi, cũng khá lâu. Và sang năm đó thì ông tuyên bố là ông sẽ không ra tranh cử cái chức Thượng nghị sĩ nữa. Như vậy cái điều này làm cho Dân Chủ họ cũng nhức đầu, mặc dù ông Joe Manchin là một người có cái quan điểm nữa là hơi lừng khừng, mặc dù ông nói là Dân Chủ, ông bỏ phiếu cho Dân Chủ nhưng mà ông không hẳn đứng vì Dân Chủ, bởi vì cái địa điểm, cái địa phương của ông á, cử tri là Cộng Hòa, cho nên ông lừng khừng là như thế. Vì vậy cho nên khi mà ông tuyên bố không ra ứng cử năm 2024 đó, thì làm cho đảng Dân Chủ họ lo, bởi vì cái vùng này là vùng của Cộng Hòa. Như vậy mất tới một ghế, thì hiện tại chúng ta biết ở Thượng viện đó là Dân Chủ 51 ghế và Cộng Hòa là 49 ghế, và chưa kể một cái ghế của Phó Tổng thống nữa. Nhưng mà nói tóm lại đó thì mất đi một ghế tức là có thể là 50-50.
thì ở đây là điều rất là nguy hiểm. Cái điều mà người nhiều người đưa ra đó là ông John Maxine đó, tuy là ông nói là sau khi chúng tôi cân nhắc gia đình và họp gia đình để đưa tới cái quyết định đó, là chúng tôi rút lui không ra tranh cử nữa, thì bên dân chủ đó họ biết là ông rút lui như vậy không biết là ông có ra ứng cử và đảng độc lập hay không, bởi vì nhiều người ông có đi tham dự trong những cái tổ chức của các gọi là độc lập đó, gọi là no label, tức là không có đảng nào hay không dân chủ không cộng hòa, thì ông có đi tham dự nhiều lần, người ta nghi là có thể mà ông đi ra trong cái đảng độc lập đó thì ông sẽ chia phiếu với tổng thống Joe Biden trong cái bầu cử vào sang năm. Đây là cái điều mà đảng dân chủ họ đang lo ngại. Sau khi mà ông tuyên bố là ông rút lui không ra tái tranh cử nữa đó, mà ông không trả lời ông sẽ ra ứng cử tổng thống hay không, ông không trả lời, nhưng mà ông có nói thêm như thế này: tôi sẽ đi khắp đất nước để tìm hiểu và cùng nhau nói chuyện để tìm một cái giải pháp là tạo sự đoàn kết cho quốc gia, bởi vì ông cho rằng qua những năm vừa qua đó mà sự thù ghét chủng tộc cũng như là không đoàn kết trong quốc gia nó rất là nguy hiểm. Thì cái điều này nó làm cho dân chủ họ cũng chớ giới, nhưng mà cộng hòa thì mừng. Xin anh cho cái nhận định về vấn đề này, thưa anh. Thưa anh Hoàng Bách, thưa quý khán thính giả, thì như anh vừa trình bày đó, cái chuyện mà ông John Manchin của tiểu bang West Virginia không ra tranh cử cái chức vụ nghị sĩ của liên bang nữa, thì là vì cái cán cân đó nó bị nghiêng hẳn, và có thể là nó cái đảng Dân Chủ sẽ mất cái thế ưu thế tại thượng viện liên bang. Và ngoài ra thì như anh Hoàng Bách cũng nói đó, chúng tôi xin phép nói thêm thì là ông này đã tham dự nhiều lần những các phiên họp của cái đảng, một cái đảng gọi là no label đó, thì giống như đảng tự do đại khái là như vậy đi. Thì ông liệu rằng ông có thể ra tranh cử tổng thống vào năm 2024 hay không? Thì nếu ông ra là một cái tai hại lớn cho đảng Dân Chủ, vì như anh Hoàng Bách đã trình bày là ông này sẽ chia phiếu của tổng thống Joe Biden, thì như vậy cái cán cân ưu thế sẽ nghiêng hẳn về phía ông Donald Trump nếu ông Donald Trump ra ứng cử tổng thống, và ông không có bị trở ngại về cái tu chính án 14 hay gì gì đó, thì là một cái điểm phải bất thuận lợi cho đảng Dân Chủ rất là nhiều trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới nếu ông Joe Manchin ra ứng cử tổng thống với tư cách là một cái đảng viên độc lập thuộc cái đảng no label gì đó, đại khái như vậy. Trở lại bên Quang Bạch. Thưa anh, thì cái vùng mà ông Joe Manchin mà ra ứng cử đó là vùng đó là vùng của cái đất là đất đỏ phải không anh, tức là của Đảng Cộng Hòa. Như vậy thì khi mà ông rút lui đó có lẽ là có nhiều ứng cử viên của Đảng Hòa sẽ chạy đua vào giành cái ghế thượng nghị sĩ phải không ạ? Như vậy thì dưới cái nhìn của anh, liệu rằng ông Joe Manchin ông có ra ứng cử không, Đảng Độc Lập như anh vừa nêu lên đó là no label đó? Cái này thì rất là khó nói, tại vì như anh cũng đã nói và chúng tôi cũng theo dõi, thế là ông này có tham dự nhiều lần các phiên họp của cái đảng này, cái đảng gọi là Centrist Party đó, đại khái là no label, thì ông tham dự nhiều lần, có thể là người ta sẽ khuyến khích ông ra ứng cử tổng thống, thì điều đó rất hại, như chúng ta đã trình bày đó, rất hại cho đảng Dân Chủ và nghiêng hẳn cái ưu thế về phía đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử tổng thống của năm 2024. Và điều đó về cái đó về cái cuộc tranh cử tổng thống chẳng hạn, nhưng mà về cái thế đa số tại thượng viện là đảng Dân Chủ có thể sẽ mất đi cái thế đa số đó, và vì có thể là sẽ có một cái ứng cử viên Cộng Hòa nào ra tranh cử cái ghế của ông Manchin tại thượng nghị viện tiểu bang liên bang, xin lỗi, và như vậy thì cán cân quân bình thế đa số của đảng Dân Chủ tại thượng viện liên bang sẽ mất đi. Cái đó rất là tai hại. Dạ vâng, bây giờ chúng tôi chuyển một cái đề tài, cũng cái đề tài mà nó nắm tại Trung Đông. Thưa anh Đỗ Hồng Anh và thưa quý khán giả, trong những ngày vừa qua đó, dường như là Hoa Kỳ, ông Antony Blinken là ngoại trưởng của Hoa Kỳ đi như con thoa, đi qua Do Thái lần thứ hai, cũng có thể nói là lần thứ ba, vì lần thứ nhất ông ở đó rồi ông đi vòng qua các nước rồi ông trở lại Do Thái nữa, thì cái kỳ vừa rồi ông đi là lần thứ ba.
thì ông qua Do Thái xong đó thì ông có gặp tổng thống của Palestine, rồi ông đi Jordan, rồi đi Saudi Arabia, đi Qatar, rồi ông tới Thổ Nhĩ Kỳ, và đặc biệt là ông cả tới cả Iraq nữa. Thành cái vấn đề có chuyến đi, đây là cái tầm quan trọng của cuộc chiến giữa Do Thái và Hamas. Mặc dù chúng ta ở xa, chúng ta ở bên này cứ nhìn cái cuộc chiến đó, chúng ta nghĩ là giữa Do Thái và Hamas, hay là nói cách khác là Palestine. Nhưng mà cái tầm quan trọng của nó, nếu cuộc chiến mà nó căng thẳng, nó càng ngày nó leo thang đó, thì có sự tham gia của Iran và các quốc gia ở vùng Trung Đông như Syria. Mấy hôm ngày hôm nay thì quý vị thấy ở Syria họ cũng pháo kích qua Do Thái, và Lebanon cũng pháo kích, và Iran cái dưới cái lực lượng khác thì Ebola họ cũng pháo kích vào Do Thái. Cho nên nếu mà không chặn đứng lại, tìm cách kìm hãm trong cái phạm vi gọi là địa phương thôi đó, thì nó leo thang rất là nguy hiểm. Vì vậy mà Hoa Kỳ họp G7 ở cấp ngoại trưởng ở Nhật Bản cũng đề cập tới vấn đề chiến tranh ở Nga và Ukraine, cũng đề cập tới chiến tranh ở giữa Do Thái và Hamas. Trong những ngày vừa qua thì cái áp lực của thế giới và kể cả Hoa Kỳ thì yêu cầu Do Thái, tức là chính quyền của ông Netanyahu, có những cái biện pháp gọi là hưu chiến nhân đạo, tức là làm sao để cho người dân có thể tải thương, để cho có nhiên liệu, có điện, có nước, có điện, có nước, nhu yếu phẩm, cũng như là cái hệ thống internet. Bởi vì khi mà Do Thái tấn công vào dải Gaza đó, thì thưa anh và thưa quý thính giả, họ cô lập toàn bộ. Họ nói là cần phải tới ngày hôm nay thì bên Do Thái họ tuyên bố đó, là họ đã kiểm soát ở miền Bắc của dải Gaza, và họ đã vào tới tới trung tâm đầu não của Hamas đó, tức là dải Gaza City, họ đã vào đó và họ tìm cách họ ngăn chặn. Thì cho tới ngày hôm nay dưới cái áp lực thì anh biết đó là ông giám đốc tình báo CIA của Hoa Kỳ là ông William Burke, ông cũng có mặt ở bên Qatar và kể cả là các quốc gia của Ả Rập để tìm cách làm sao, kể cả cái phái đoàn của Do Thái, làm sao có cái ngưng chiến tạm thời 3 ngày. Mà họ trong cái giải pháp họ đưa ra 3 ngày đó, thì phải có biện pháp là mỗi lần ngưng chiến như vậy là thả 10 con tin. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy thì nhưng mà ngày hôm nay thì ở Do Thái họ cho biết đó, là họ cứ mỗi ngày họ ngưng chiến 4 tiếng đồng hồ để có thể giải quyết giúp cho vấn đề chuyên chở những thực phẩm cho tới người Palestine 2.3 triệu người ở đây. Thì xin anh cho cái nhận định cái tình hình nó rất là khó khăn chứ không phải đơn giản. Nếu chúng ta đến nỗi là cái cuộc chiến Nga và Ukraine đó, người ta gần như lãng quên mà người ta tập trung vào giữa Do Thái và Hamas. Lát nữa đây thì chúng tôi đưa cái hình của ông giám đốc CIA đang có mặt tại ở Ả Rập và Qatar. Mời anh có cho cái phân tích về vấn đề này, thưa anh. Thưa anh Hoàng Bách, thưa quý khán giả, thì lúc nãy anh Hoàng Bách có nói về ông Ngoại trưởng Blinken. Thì thưa quý vị, vào ngày Chủ nhật vừa qua thì ông Blinken tại Nhật, ông có đề nghị là ngưng chiến, hưu chiến để giải quyết vấn đề con tin. Thì ông Netanyahu đã bác bỏ cái đề nghị đó. Và gần đây thì ông giám đốc của CIA, tức là cơ quan tình báo trung quốc của Hoa Kỳ, đã đi công du một số nước ở Ả Rập, và cuối cùng là ông ghé Qatar. Thì Qatar, ông gặp gỡ thủ tướng của Qatar và một số và đại diện của Do Thái và một số các viên chức đồng nhiệm của ông về tình báo. Thì ông mục đích chính là ông để vận động để cho cuộc chiến không có lan rộng nữa, và thứ hai nữa là phóng thích cho cái chuyện giải quyết, phóng thích các con tin. Hiện tại như quý vị cũng biết là còn ít nhất là 200 con tin, trong đó có 50 thường dân và 10 công dân Mỹ. Do vậy thì ông có mà tới đó, và ngày hôm qua thì có nguồn tin cho biết là Do Thái đã chấp nhận ngưng chiến mỗi ngày 4 tiếng đồng hồ như anh Hoàng Bách vừa trình bày, và trước đó 3 tiếng đồng hồ Do Thái sẽ thông báo cho biết là họ giờ nào họ sẽ tạm ngưng các hoạt động quân sự. Riêng sau trong ngày hôm qua thì cũng có một cái đề nghị của ai chúng ta không rõ, nhưng mà có đề nghị là hưu chiến trong 5 ngày, nhưng mà ông Netanyahu, thủ tướng của Do Thái, đã cực lực bác bỏ cái đề nghị này.
tức là không chấp nhận ngưng chiến 5 ngày để giải quyết vấn đề con tin. Thì nếu mà họ chấp nhận giải quyết vấn đề con tin bằng cách là tạm hưu chiến mỗi ngày 4 tiếng đồng hồ và thông báo cho phía đối phương biết trước 3 tiếng là cái giờ nào bắt đầu để hưu chiến để cho người ta phóng thích các con tin, thì nếu họ chấp nhận điều đó thì cũng quả là một cái tin tốt. Nhưng mà có nhiều nguồn tin cho biết một số viên chức của Do Thái đã phản đối cái việc mà hưu chiến 4 tiếng mỗi ngày như vậy, cho nên là hiện tại chúng ta cũng chưa biết họ sẽ giải quyết như thế nào. Mà sở dĩ ông giám đốc của CIA là ông William Burns ghé Qatar thì quý vị cũng biết là Qatar trong tuần lễ vừa rồi cùng với một số nước khác đã vận động để có được một cái thỏa ước để cho một số người từ dải Gaza được vượt qua biên giới về phía Ai Cập để tải thương cũng như là để lánh nạn, và cho các những người mà bị bắt làm con tin mà có quốc tịch nước ngoài được sang Ai Cập. Cho nên vì vậy mà ông William Burns phải ghé Qatar để vận động. Và như chúng tôi vừa trình bày đó, cuộc vận động này đã được được kết quả như vậy, sơ khởi như vậy, nhưng mà chưa biết là họ có thực sự, phía Do Thái có thực sự thi hành như vậy hay không, thì chúng ta còn phải chờ vài ngày nữa mới biết rõ là phía Do Thái họ có thực sự chấp nhận các đề nghị là tạm ngưng chiến 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày để giải quyết vấn đề con tin hay không. Xin trở lại với anh Hoàng Bách. À, dạ vâng, chúng tôi cũng đưa thêm cái tin tức nữa đó là thưa anh Đỗ Hồng Anh để dạ cho chúng tôi ở đây. Ông này là Chủ tịch Hội đồng Liên quân Hoa Kỳ thay thế ông Mark Milley. Ông này có cái tên là Scott Brown. Bây giờ ông là đang đảm trách dường như cũng cũng 1-2 tháng rồi. Nhưng mà lần đầu tiên chúng tôi thấy ông lên tiếng thì ông cho như thế này. Anh xin anh Đỗ Hồng Anh có thể phân tích. Ông này ông cho rằng là nếu mà cuộc chiến giữa Do Thái và Hamas mà kéo dài đó thì nó bất lợi, bởi vì cái người người dân Palestine có thể họ tham gia vào cuộc chiến Hamas nữa. Hamas là một cái đảng nha, coi thưa quý vị, Hamas cũng như Fatah là một cái đảng của Palestine. Nhưng mà ông cho rằng là nếu mà cuộc chiến kéo dài và tiếp tục dồn người Palestine vào cái thế đường cùng đó thì họ có thể tham gia vào cái đảng của Hamas. Cho nên nói là làm sao mà càng sớm chấm dứt cái cuộc chiến này thì càng tốt, và đừng có và Do Thái phải tôn trọng cái luật lệ của chiến tranh. Tức là trong hiện tại đó thì cái thống kê cho biết là khoảng trên 10.000 người dân Palestine đã bị chết, và trong số đó nó có 40% đó là hầu như đàn bà và con nít. Cho nên cái thảm cảnh này là làm cho thế giới họ xúc động, và có những ngày ngay ở Hoa Kỳ này cũng có hai nguồn dư luận là bên chống và bên một ở ở bên Pháp thì họ đi biểu tình, họ chống, họ đòi là phải ngưng ngay và họ ủng hộ cho người Palestine. Thì xin anh cho cái nhận định về cái lời tuyên bố của ông Scott Brown thưa anh. Thưa anh Hoàng Bách, thưa quý khán thính giả, cái lời tuyên bố này khá chính xác, bởi vì là hiện tại như quý vị cũng biết, ông thủ tướng của Do Thái, ông Netanyahu, ông đặt điều kiện là không có ngưng chiến, không có một ngưng chiến lâu dài cho tới khi nào mà cái điều kiện tiên quyết là phải phóng thích con tin. Và khi mà chúng ta nhận được cái đề nghị là tạm ngưng các hoạt động quân sự trong trong ngày, mỗi ngày là 4 tiếng đồng hồ, thì ông Netanyahu cũng nói là không cần thiết phải tới như vậy, tại vì cái chuyện mà phóng thích các con tin chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ thôi, là vài giờ thôi là đã giải quyết được rồi, không cần kéo dài. Thì cái lập trường cứng rắn như vậy đó, theo ông vị tướng này, ông nhận xét rất là đúng, có thể vì vậy mà cuộc chiến sẽ kéo dài, và cuộc chiến kéo dài sẽ đưa đến những hậu quả khôn lường. Và khắp thế giới hiện tại cũng có bên 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 chống Do Thái, như vậy điều đó đối với Do Thái cũng không có hoàn toàn không có lợi lắm. Cho nên là tôi nghĩ rằng trong tương lai, dù muốn dù không, Do Thái cũng phải chấp nhận hưu chiến và hưu chiến lâu dài, chứ còn kéo dài như vậy là thế nào cũng thất lợi hoàn toàn cho Do Thái. Và cái dư luận quốc tế họ sẽ lên án Do Thái là người hiếu chiến, mặc dầu Do Thái đã bị cái nhóm Hamas tấn công trước trong cái cuộc gọi là nhạc hội vào cái đêm thứ bảy cách đây mấy tuần lễ đó, và đưa đến cái thảm sát bao nhiêu người, và đồng thời bắt cóc đi một số người Do Thái.
hiện tại vấn đề do vấn đề con tin vẫn còn kéo dài dằng là do những cái chuyện như vậy. Do vậy thì hy vọng rằng Do Thái cuối cùng cũng phải xét lại cái lập trường của họ để chấp nhận những cái đề nghị về hưu chiến lâu dài. Dạ Đó vâng, là thưa anh, trước đây đó là ngân hàng thế giới họ tiên đoán đó là cái cuộc chiến có thể leo thang và cái giá dầu đó sẽ tăng lên, có thể là bây giờ là 80 đồng một thùng dầu thô, có thể tăng lên tới 150 đồng dầu thô. Nhưng mà trong những ngày vừa qua, không biết ở vùng Washington đốn của anh như thế nào, nhưng mà ở Houston của chúng tôi xăng rất là rẻ, tức là có thể nó rẻ trong vòng 4-5 năm nay, là giá xăng hiện tại đâu có 2,60 đồng à, một gallon. Nha, xăng thường á, một ga lăng như vậy là tương đương. Mà kali chúng tôi thấy cũng là xuống giá hơn một lần mấy nữa, thì điều này cho thấy đó, người ta cho thấy là có thể cuộc chiến giữa Do Thái và Hamas không kéo dài lâu. Bởi vì nếu kéo dài lâu đó thì chúng ta thấy sự tham gia hay là tham dự của Iran hay là các quốc gia đó thì nó ảnh hưởng cái giá dầu. Nhưng mà cái giá dầu rẻ này đó thì họ cho thấy là cuộc chiến có thể sớm được giải quyết. Không biết thời gian sớm là bao lâu, nhưng mà có thể về 3 tháng. Bởi vì tới bữa nay đó thì cái lực lượng của Do Thái họ cho biết là họ có thể quản lý, hay nói quản lý thì không đúng, họ có thể kiểm soát ở ngay ở Gaza City, và họ tìm thấy đó, có một cái ở dưới đường hầm có một cái kho là chế tạo máy bay không người lái, tức là UAV đó, và một cái kho chứa vũ khí nữa họ đã, và một số các gọi là cầm đầu của Hamas, cầm đầu mà thứ gọi là trung, chứ còn lớn cao lãnh đạo cao cấp thì có lẽ họ không còn ở trên dải Gaza nữa. Thì cái điều này cho thấy đó, mới tính đến ngày hôm nay, tức là 1 tháng 3 ngày rồi, họ Hamas tấn công vào Do Thái là ngày mùng 7 tháng 10, thì bữa nay là mùng 10, tức là 1 tháng 3 ngày rồi mà họ đã gần như là họ chế ngự hay là họ có thể kiểm soát. Họ nói là miền Bắc ở dải Gaza họ đã kiểm soát được. Họ dẫn chứng là người dân trước đây đó thì Hamas họ giữ lại, họ không cho di chuyển về hướng Nam, nhưng mà bây giờ họ cho những người ở miền Bắc đó đi về hướng Nam của dải Gaza. Điều đó cho thấy là sức mạnh của Hamas ở miền Bắc dải Gaza đã yếu dần và không còn kiểm soát nữa. Anh có lạc quan tin tưởng là cái cuộc chiến này nó nhanh không thưa anh? Chúng tôi xin thêm một điều nữa là cái lập trường Do Thái họ nói rõ là mặc dầu họ đặt điều kiện là phải phóng thích các con tin trước rồi họ mới ngưng chiến, nhưng mà họ có tuyên bố là họ không có ý định là chiếm đóng Gaza, họ không có chiếm đóng, nhưng mà họ chỉ tranh đấu chiến đấu để mà cho bên phía Hamas phóng thích các con tin. Thì do đó chúng ta có thể có quyền lạc quan nghĩ rằng là cuộc chiến này sẽ sớm chấm dứt nếu mà hai bên nhượng bộ nhau chút đỉnh thì có thể giải quyết được vấn đề con tin chẳng hạn. Thì đó là cái điều kiện tiên quyết mà Do Thái đưa ra, thì chắc chắn là cuộc chiến này sẽ phải tạm ngưng hoặc ngưng luôn vĩnh viễn. Nhưng mà Hoa Kỳ cũng như các nước muốn là có cuộc chiến nó mà được giải quyết lâu dài và bền vững đó, thì phải có nhìn nhận hai nhà nước, một nhà nước Palestine và nhà nước Do Thái. Chúng ta biết là dưới cái thời mà cai trị của ông Netanyahu từ năm 2009 đó, cho tới ngày hôm nay đó, mặc dù ông gián đoạn năm 2022, nhưng mà cho thấy ông là người cực đoan, quá khích và dân túy nữa. Ông cho rằng là khi mà ông lắng được xăng đó, thì ông kiểm soát, ông chèn ép ở dải Gaza, thì cái điều này đó người Palestine họ nói họ bất mãn và Hamas họ bất mãn, vì vậy cho nên họ tức là có cái cuộc trả thù là như thế thưa anh. Đúng như vậy. Hy vọng ông sẽ phải nhượng bộ, phải thay đổi cái lập trường cho nó bớt cứng rắn chút xíu thì là mọi chuyện nó sẽ êm đẹp thôi. Chúng ta cũng hy vọng vậy. Đặc biệt là như chúng tôi vừa trình bày, cái lập trường chính của Do Thái là không quyết định, không có chiếm đóng cái vùng Gaza, dải Gaza. Vâng, bây giờ thì bước qua một lĩnh vực khác mà báo chí mấy ngày hôm nay cũng đề cập mà khá sôi nổi. Coi như là bắt đầu từ năm tháng 11 năm 2022 thì ông Tổng thống Joe Biden có gặp ông Tập Cận Bình ở trong cái hội nghị G20 tại Nam Dương, tức là tại Bali. Nhưng mà cái hội nghị đó gặp thượng đỉnh, hai cái người có đối thoại, có nói chuyện nhau, nhưng mà không phải là khách mời và khách chủ nhà mời mà khách tới, vì họp thượng đỉnh mà bên lề thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì
ai cũng quan tâm rất là nhiều là cái cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Joe Biden và ông Tập Cận Bình sẽ xảy ra từ hội nghị thượng đỉnh, hội nghị APEC tại San Francisco. Thì thưa quý thính giả, hội nghị APEC là hội nghị kinh tế của châu Á, Thái Bình Dương gồm có 21 quốc gia. Mà nói tới hội nghị APEC thì chúng tôi cũng xin thêm, APEC là nếu 21 quốc gia này chiếm cái tỷ lệ dân số đó là khoảng 40 40% cái GDP của thế giới, tức là 21 quốc gia đó. Còn cái dân số là chiếm phân nửa cái dân số của thế giới, tức là 8 tỷ chiếm gần 4 tỷ rồi, thành rất là quan trọng. Thưa anh cho cái nhận định mấy ngày hôm nay thì chúng ta biết ông Vương Nghị sau gần 5 năm không có đến Hoa Kỳ, thì trong cái tuần tháng 10 vừa qua ông có đến để chuẩn bị cho cái cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Joe Biden và ông Tập Cận Bình. Anh đánh giá như thế nào về tầm quan trọng chiến lược giữa cái đệ nhất siêu cường và đệ nhị siêu cường của Trung Quốc và Hoa Kỳ thưa anh? Tiếp lời anh Hoàng Bách, thưa quý khán thính giả, cái hội nghị APEC được sẽ diễn ra vào ngày 11 tây tháng 11, tức là ngày mai cho tới ngày Ngày 15 anh, ngày 15 tới 17. trên trên nguyên tắc đó là ngày 11 là bắt đầu ngày mai rồi, 15 là sẽ có sự gọi là phát biểu, trong đó có ông chủ tịch của Cộng sản Việt Nam là ông Võ Văn Thưởng và một số các vị lãnh tụ khác vào ngày 15 tây. Nhưng mà À thực sự là chính thức khai mạc vào ngày 11 tây, tức là ngày mai. Thì theo dự đoán của cái cuộc họp báo của cơ quan gọi là CSIS, tức là cơ quan nghiên cứu về chiến lược và quốc tế, trung tâm nghiên cứu về chiến lược quốc tế họp báo, thì họ cho biết rằng họ hy vọng rằng có sự gặp gỡ giữa ông Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Chủ tịch Trung Cộng là Tập Cận Bình trong cái hội nghị này, hội nghị thượng đỉnh này. Nhưng mà hôm qua thì chúng ta thấy có cái nghị trình được đưa ra, nghị trình của cuộc họp thượng đỉnh này được đưa ra, thì trong đó chúng tôi không thấy có cái phần gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo này, thì không biết rằng nó có sẽ diễn ra hay không. Và nếu diễn ra được như vậy thì cũng là một cái điều tốt cho thế giới, vì cả hai cái vị lãnh tụ của hai cường quốc thế giới gặp gỡ nhau thì chắc chắn cái tình hình căng thẳng nó sẽ dịu bớt đi. Nhưng mà theo cái nghị trình chúng tôi đã xem qua hôm qua thì chưa thấy có cái cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh tụ này, thì không biết là họ có thực sự gặp gỡ nhau như là dự đoán của nhiều người lắm, như kỳ vọng của nhiều người hay không. Dạ vâng, chúng tôi nghĩ rằng là từ trước giữa Trung Quốc cũng như Hoa Kỳ họ giữ cái sự kín đáo nó chăng. Bởi vì khi ông Vương Nghị tới đây thì ai cũng tiên đoán là đó là cái chuyến đi để chuẩn bị cho cái thời khóa biểu giữa hai người lãnh đạo gặp nhau. Và khi ông Vương Nghị qua đây thì có gặp ông Ngoại trưởng của Hoa Kỳ, rồi gặp Tổng thống Joe Biden, rồi gặp kể cả ông Sullivan, tức là Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, thì cái điều đó họ cho là có sự sắp xếp. Nhưng mà có lẽ họ thận trọng không đưa ra cái chương trình nghị sự. Nhưng mà chúng tôi thấy là một bên á, thì nửa vừa hé mở mà vừa là kín đáo rồi che đậy không biết sao. Nhưng mà trong cái chương trình mà họ nói hai bên gặp nhau đó thì thảo luận những vấn đề gì? Họ nói là khôi phục lại cái vấn đề quân sự của hai nước, tức là liên lạc qua hai bên, hai Trung Quốc và Hoa Kỳ có sự liên lạc giữa hai ông bộ trưởng quốc phòng lẫn nhau, cũng như là họ bàn tới cái cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, bàn tới cái cuộc xung đột giữa Do Thái và người Hamas, cũng như là hợp tác về khí hậu, và họ đưa ra những cái vấn đề chống ma túy, và họ đề cập tới vấn đề là kinh tế giữa hai nước. Có lẽ vì cái vấn đề thận trọng hay là cái thời khóa biểu để mà họ bàn thảo, nhưng mà chúng ta thấy là gần như là cái bước đi đó nó cũng gần rồi. Thưa anh thì bữa nay mùng 10 chỉ còn có 5 ngày nữa anh nữa không anh, mà kỳ này xong là kỳ họp mà họp lớn mà lại có vẻ hơi kín đáo, chưa có công khai hoàn toàn, nhưng mà chắc chắn là chúng ta, nhưng mà trước khi đó thì anh Đỗ Hồng Anh biết đó là ông Tập Cận Bình cách đây mấy ngày ông có tuyên bố là Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ vì thịnh vượng chung và ích lợi ích của toàn thế giới. Điều đó chứng tỏ cho thấy là Trung Quốc dường như họ muốn xuống nước. Và cách đây 2 ngày thì chúng tôi có đọc bản tin trên Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đó, thì họ là cho thế này: Trung Quốc tôn trọng các luật lệ về luật biển
do Liên Hiệp Quốc ấn định, tức là họ nhắc tới là tòa án trọng tài Liên Hiệp Quốc về luật biển đó, mà đã quyết định vào tháng 7 năm 2016 về vấn đề đường lưỡi bò chín đoạn mà phi luật tăng kiện đó, thì họ nói đường lưỡi bò nó không có giá trị. Chúng tôi không biết tại sao trên cái cột của ngoại giao của Trung Quốc là có vẻ xuống nước, phải chăng là tham vọng của Tập Cận Bình bị hố chăng? Anh nghĩ sao về cái, anh nhận định như thế nào về cái vấn đề này thưa anh? Tôi nghĩ rằng khi mà Trung Cộng họ nhượng bộ thì cũng có thể là do họ muốn tạo cái sự thịnh vượng chung cho cả thế giới, mà cũng có thể là họ bị lép vế trước người Mỹ về một phương diện nào đó, về quân sự hay là về kinh tế chẳng hạn, ví dụ vậy. Thì chúng ta chưa biết, nhưng mà chắc chắn phải phải nằm trong hai trường hợp đó. Thứ nhất là họ tôn trọng, họ muốn tạo cái sự thịnh vượng chung cho cả thế giới để sống chung hòa bình. Thứ hai là họ bị lép vế trước người Mỹ, trước Hoa Kỳ về một điểm nào đó mà chúng ta không thấy rõ. Nhưng mà nói chung là cái hội nghị APEC kỳ này đó, họ tập trung vào một cái chủ đề họ gọi là Creating a Resilient and Sustainable Future for All, tức là họ chủ đề họ là họ kiến tạo một cái tương lai, một cái tương lai phục hồi và tự lực chung cho tất cả các nước thành viên, 21 nước thành viên trong đó có Hoa Kỳ. Thì hy vọng rằng họ sẽ tập trung vào cái chủ đề đó để đưa tới một kết quả tốt trong khi sau khi mà mãn cái kỳ họp thượng đỉnh này ở tại San Francisco như là anh Hoàng Bách vừa trình bày. À, thưa anh Đỗ Hồng Anh, hồi tối hôm qua chúng tôi có chương trình với bác sĩ Ngô Bá Định. Thì ông Ngô Bá Định ông lại quan tâm cái vấn đề này, không biết là dưới cái nhìn của anh như thế nào. Ông kêu là sở dĩ mà ông Donald Trump đó, trăng gọi là trăng cái năm 2020 ông vận động và nhiều người Việt của mình là hỗ trợ đó, là cho rằng ông đánh Trung Quốc. Mà bây giờ vì cái vấn đề người Việt không ưa Trung Quốc, cho nên khi mà chống Trung Quốc thì người Việt họ hỗ trợ nhiều. Cho nên ông bác sĩ Định ông phân tích ông đây là nếu không khéo đó, ông Tập Cận Bình gặp ông Joe Biden thì cậu sẽ có cái nguồn dư luận của Đảng Cộng Hòa đưa ra đó là bây giờ ông Joe Biden ông Joe Biden đang thỏa hiệp với Trung Quốc, như vậy không những đánh Trung Quốc mà bây giờ còn hợp tác với Trung Quốc, thì cái nguồn dư luận này anh nhận định có chính xác không? Thực tế ra thì chúng ta thấy cái chủ trương của ông Donald Trump trong năm 2020, ông nói là đánh Trung Cộng thực sự, nhưng mà có nhiều cái điểm mà chúng ta thấy nó thực sự không phải như vậy. Tại bằng cớ là ông cho con cháu học tiếng Hoa để chào đón các vị lãnh thổ của Trung Cộng vân vân, rồi cũng có hoạt động về kinh tế, các mở các chi nhánh hay kinh doanh ở bên đó. Thì có chống Trung Cộng hay không chúng ta chưa biết, nhưng mà đại khái thì chúng ta đã thấy có những một số cái hoạt động như vậy. Cho nên cái chuyện mà ông Biden kỳ này gặp gỡ ông Tập Cận Bình cũng có thể là một cái điểm để cho Đảng Cộng Hòa nhắm vào mặt công kích cái Đảng Dân Chủ cũng như công kích chính phủ của ông Biden, rõ ràng là như vậy. Thì nhưng mà tất cả cái gì thời gian nó sẽ trả lời, cũng như khi mà ông Biden lên thì người ta bảo rằng là ông này lên thế nào một thời gian sẽ cũng có nước Mỹ sẽ đổi thành là chế độ xã hội chủ nghĩa chẳng hạn. Nhưng mà thời gian đã trả lời gần 3 năm, gần 4 năm rồi thì chưa có gì cả. Và cái chuyện thay đổi đó nếu mà chúng ta suy nghĩ cho kỹ thì chúng ta thấy không phải 100 ông tổng thống cũng không làm được chuyện đó, tại vì phải qua quốc hội, thông qua quốc hội tất cả mọi người phải đồng ý để thay đổi từ một cường quốc dẫn đầu về tự do đổi qua xã hội chủ nghĩa, làm cả vấn đề lớn cả thế giới ảnh hưởng, chứ không phải là chỉ nước Mỹ không tôi. Thì không có thể nào mà do một ông tổng thống Joe Biden hay là bất cứ một tổng thống nào, Donald Trump cũng không có làm được chuyện này, mà phải do tất cả toàn dân, toàn quốc hội họ biểu quyết mới được. Cho nên vấn đề lớn như vậy không thể xảy ra một sớm một chiều mà người ta dự đoán như vậy. Thì cho nên là cái chuyện Đảng Cộng Hòa sẽ công kích ông Biden cũng như công kích Đảng Dân Chủ khi mà ông Biden bắt tay với ông Tập Cận Bình trong hội nghị APEC này nếu xảy ra, thì cũng là cái điểm để họ công kích. Nhưng mà thời gian sẽ trả lời cái điều đó đúng hay sai, chúng ta sẽ thấy thời gian sẽ trả lời hộ cho tất cả mọi người. Dạ vâng, anh Hồng Anh biết đó, đã bước vào thập niên thứ thứ ba rồi
của cái thế kỷ 21, mà thế giới ngày hôm nay thì nó thay đổi dồn dập, không ai ngờ hết. Ai có ngờ là Nga sẽ tấn công Ukraine, bởi vì một cường quốc mà Nga là trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nữa, anh phải tôn trọng cái hiến chương của Liên Hiệp Quốc là anh không thể xâm lăng một cái nước khác, vậy mà họ xâm lăng. Rồi cái vấn đề mà Hamas với Do Thái, mặc dù là cuộc chiến nó dai dẳng, nó ầm ĩ, nhưng mà không có bộc phát như vậy, mà đưa tới cái tình trạng gọi là ngày mùng 7 tháng 10 Hamas tấn công vào trong 4 5 tiếng đồng hồ, mà cái lực lượng Do Thái gần như là không có chuẩn bị trước, họ lơ đãng, hoặc là bây giờ người ta quy cái trách nhiệm mà những người Do Thái mà họ đi biểu tình bây giờ họ đòi ông Netanyahu phải từ chức, là vì ông lo củng cố quyền lực mà ông không quan tâm tới cái vấn đề là an ninh. Bởi vì họ nói như thế này, họ kêu là ông đánh giá sai về lực lượng của Hamas là điều thứ nhất. Điều thứ hai, Hamas đã chuẩn bị không những là một ngày hai ngày, mà họ chuẩn bị trước đó hàng năm bảy năm để có cái cuộc tấn công như vậy, vì trước cái sự chèn ép. Do đó mà họ biểu tình thì người ta thấy cũng không ai ngờ. Họ cho rằng là tình báo của Do Thái là tinh nhuệ nhất của thế giới đó, mà gọi là giỏi đó, nhưng mà cũng không biết, anh em. Bây giờ trở lại thế giới nó dồn dập thay đổi, và thế giới mà muốn hòa bình, hay là bây giờ nói như là Tổng thống Joe Biden nói đó, Ukraine mà có an ninh thì Âu Châu mới có an ninh, mà Hoa Kỳ sẽ có an ninh, bởi vì mất Ukraine thì Nga có thể xâm lấn các cái nước khác như là Ba Lan, Tiệp Khắc, hoặc là Slovakia, các cái nước mà láng giềng họ muốn xâm lăng họ, cho nên sự đối thoại để tìm ra một cái giải pháp, để tìm ra một cái phương thức mà phải sống chung hòa bình. Như anh nói đó, bây giờ trong cái giai đoạn này là hòa bình là trên hết, bởi vì ông nào mà muốn chơi nguyên tử đó thì ông nào cũng có hết, thế giới có lẽ cũng xóa sổ luôn nữa. Anh nhận định như thế nào để chúng ta có thể chia sẻ cái nhìn, chúng ta không có vội vàng nghe những cái tin mà có tính cách là khai thác động não hay là tuyên truyền đó, tin tin thuyết âm mưu đó, thì đây là cái điều rất là quan trọng. Nếu chúng ta không nhìn kỹ, chúng ta không lắng nghe, phải nghe từ cái đài này, nghe từ cái đài kia rồi có dữ kiện. Chứ còn nếu mà nghe ô ông Joe Biden bây giờ ông đi Tập Cận Bình, tức là ông muốn kéo cộng sản, hoàn toàn nó sai. Xin anh cho nhận định phân tích kỹ để mà chúng ta có cái nhìn chung về vấn đề này, thưa anh. Thưa anh Hoàng Bách, thưa quý khán giả, đúng như anh nói, khi mà chúng ta nhận được một cái nguồn tin nào đó, chúng ta phối kiểm lại với tất cả các nguồn tin khác trong các cơ quan truyền thông trước khi chúng ta có kết luận chính xác về một vấn đề nào đó. Do vậy thì khi mà chúng tôi nhận được cái nguồn tin thế này thế nọ thì chúng tôi cũng phải kiểm soát lại, phải phối kiểm lại với các nguồn tin khác, và cuối cùng chúng ta có một nhận định đúng đắn về một vấn đề nào đó. Chẳng hạn như vấn đề mà anh đang nêu ra đó, là phía Cộng hòa họ thì có thể công kích là ông Joe Biden này bắt tay với Tập Cận Bình thì nó tức là coi như thỏa hiệp với Trung Cộng. Thì thực ra nó không hẳn là như vậy. Thì cái chuyện mà gặp gỡ nhau giữa hai lãnh tụ của hai cường quốc lớn là để cho nó tình hình nó căng thẳng, nó dịu bớt đi, để cho mọi người thế giới có thể chung sống hòa bình với nhau. Chứ còn mà cứ căng thẳng như là trường hợp của ông Netanyahu đối với Hamas thì sớm muộn gì cũng sẽ đưa tới chiến tranh, và điều đó hoàn toàn không có lợi cho thế giới. Hòa bình phải là trên hết, như anh nói, hòa bình là cái điều kiện tiên quyết để mọi người có thể sống chung với nhau, phải ngưng chiến và bắt tay nhau hợp tác quân sự, kinh tế, vân vân. Thì cái chuyện ông Joe Biden có thể gặp gỡ ông Tập Cận Bình trong cái hội nghị thượng đỉnh này thì cũng là cái điều tốt cho thế giới, một cái dấu hiệu tốt cho thế giới, và cho thấy rằng là ít nhất ở thế chân vạc đó, giữa ba cường quốc là Nga, Mỹ và Trung Cộng thì ít nhất cũng có hai bên thỏa hiệp với nhau. Thì cái nguồn lực thứ ba họ cũng phải, dù sao cũng phải tương đối, phải nể nang, không có thể mà tác quay tác quái được. Cho nên là cái cuộc chiến Nga cũng có thể nhờ vậy mà nó sẽ bớt đi, Nga với lại Ukraine cũng sẽ bớt đi cái cường độ của chiến tranh. Và đồng thời nếu mà có cái sự nhượng bộ của ông Netanyahu, của tổng thủ tướng Do Thái, thì cuộc chiến Hamas và Do Thái cũng sẽ tạm ngưng, thì thế giới có thể chung sống hòa bình với nhau được. Do vậy thì chúng ta mong đợi là mọi người, mỗi bên sẽ bắt nhượng bộ lẫn nhau để chung sống hòa bình với nhau.
cho thế giới sống được cái cuộc sống hòa bình và mọi người được an vui. Thì điều đó là cái điều mong muốn chung và ai cũng mong muốn như vậy. Thì hy vọng rằng cái cuộc gặp gỡ sắp tới, nếu có, giữa hai nhà lãnh tụ của hai cường quốc lớn là Trung Cộng và Hoa Kỳ sẽ được diễn ra tại hội nghị APEC này, và từ đó chúng ta có quyền hy vọng là hòa bình sẽ tới với nhân loại. Dạ vâng, thưa anh và thưa quý thính giả, ngày hôm nay thì cái đối thoại tốt hơn là đấu đập. Bởi vì đối thoại bao giờ cũng thỏa hiệp, chúng tôi nó tốt hơn. Bằng cớ rõ ràng nhất là qua cuộc chiến ở Nga xâm lăng Ukraine, thì chúng ta thấy là Hoa Kỳ đã huy động được cái tiềm năng và khơi dậy cái sự đoàn kết của khối NATO và kể cả EU. Bằng cớ là EU bây giờ họ cũng muốn chấp nhận để cho Ukraine trở thành một cái thành viên của EU vào năm tới. Tức là họ đang có tiến hành cái thủ tục để Ukraine gia nhập, thì cái điều đó cho thấy là NATO và EU đã đoàn kết dưới cái ngọn cờ dân chủ của Mỹ. Và anh thấy qua cuộc chiến mà Do Thái và Hamas đó, thì chúng ta thấy ông ngoại trưởng Hoa Kỳ ông đi như là ông đi con thoi, tức là điều đó chứng tỏ là giải quyết bằng hòa bình, giải quyết bằng đối thoại. Cho tới những ngày hôm nay thì chúng ta thấy là hai hàng không mẫu hạm của Mỹ đã đưa tới Trung Đông, rồi một cái chiến hạm đổ bộ gọi là thủy quân lục chiến mà nhanh đó cũng tới, rồi một tàu gọi là tàu ngầm nguyên tử đó cũng tới để răn đe Iran đừng có tham gia vào cuộc chiến, và họ cũng khuyến cáo Iran là không nên tham gia vào cuộc chiến. Đó là sự khôn khéo của người lãnh đạo, dùng mọi cách, dùng mọi chiêu thức, dùng mọi cái phương tiện để mà có thể đừng căng thẳng. Cho nên một mặt á, thì hỗ trợ tích cực hỗ trợ Do Thái, nhưng mà mặt khác á, yêu cầu Do Thái phải tuân hành những cái thủ tục của chiến tranh, tức là không có tấn công vào đàn bà và con nít hay là những người thường dân, vân vân và vân vân. Cái khéo léo của người lãnh đạo là nằm ở chỗ đó. Cái khéo léo của nước Mỹ đó là làm thế nào để có thể dùng cái quyền lực mềm của mình hay là cái quyền lực của mình đó để mà có thể tranh thủ trên thế giới. Thưa anh, khi nãy anh có nhắc tới cái chuyến đi dự hội nghị APEC của ông Võ Văn Thưởng là chủ tịch của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sẽ ghé tới San Francisco hình như là ngày 14 hay là ngày mai gì đây, ông có mặt ở đây rồi đó. Thì đây là lần đầu tiên của một ông chủ tịch nước còn trẻ nhận chức mà đi ra biển khơi, bởi vì qua cái cuộc đối thoại hay là nâng cấp chiến lược đó, đối tác chiến lược toàn diện đó giữa Tổng thống Joe Biden vào ngày mùng 10 và 11 tháng 10 phải không anh? Ở ở Hà Nội đó thì chúng ta thấy rõ ràng là Việt Nam có những cái lợi thế để phát triển kinh tế nếu biết khai thác. Và cái chuyến đi của ông sau đó thì chúng ta biết là cái chuyến đi của Hội đồng Liên Hiệp Quốc của ông Phạm Minh Chính á, thì ông tiếp xúc với các cái giới chức, rất là nhiều giới chức về công nghệ của công ty công nghệ của Hoa Kỳ, tiếp xúc với ông Bill Gates, rồi tiếp xúc với bà Janet Yellen là Bộ trưởng Bộ Ngân khố, rồi ông Sullivan, nhiều người. Điều đó chứng tỏ là ông Phạm Minh Chính có cơ hội. Bây giờ đây là chuyến đi của ông Võ Văn Thưởng. Mặc dù về hội nghị về kinh tế, ông Thưởng là cái người chuyên môn về đảng chứ không phải là về kinh tế. Nhưng mà qua này, anh nghĩ là cái chuyến đi này nó cũng tạo thêm cái sự gần gũi giữa Mỹ và Việt Nam không thưa anh? Chắc chắn là như vậy, tại vì cái chuyến đi của ông Joe Biden vừa rồi đó là đã có thỏa thuận về cái sự hợp tác chiến lược giữa hai bên Mỹ, Hoa Kỳ và Việt Nam. Thì cái chuyến đi của ông Võ Văn Thưởng tới đây, ngoài cái chuyện mà tham dự cái hội nghị thượng đỉnh của APEC ra, thì ông cũng còn có nhiệm vụ để là đẩy mạnh cái sự hợp tác mà họ đã ấn định trong cuộc chuyến đi vừa rồi của ông Joe Biden. Cho nên là cái chuyến đi này của ông Võ Văn Thưởng, ngoài cái chuyện tham dự hội nghị không, nó cũng có cái tầm quan trọng là xúc tiến cái chuyện kia, xúc tiến một cái thỏa thuận đã được đưa ra trước đây. Vâng, chúng tôi biết là Việt Nam đó muốn đón nhận những cái công ty công nghệ của Hoa Kỳ để đầu tư vào Việt Nam, nhưng mà vừa rồi Intel là cái công ty lớn công nghệ của Hoa Kỳ tính đầu tư vào Việt Nam đó, dự trù là 1 tỷ đầu tiên và lên đó sau đó là 2 tỷ mấy, tức là gần tới 3 tỷ, trên 3 tỷ, nhưng mà cuối cùng là thất bại, bởi vì Intel họ cho rằng là ở Việt Nam đó cái thủ tục mà về hành chánh nó rườm rà và nó quan liêu quá,
Cho nên cuối cùng là họ không đầu tư ở Việt Nam mà họ là đầu tư qua Ba Lan. Cái điều đó chứng tỏ là Việt Nam không biết khai thác. Mặc dù cơ hội nó đấy, nhưng mà anh phải biết khai thác cái cơ hội. Bởi vì nếu mà Việt Nam mà trở thành là để Intel mà đầu tư vào về công nghệ, về các cái chất bán dẫn đó, thì Việt Nam có thể là thay thế cho gần như là Đài Loan chẳng hạn, là một cái nguồn lợi rất là lớn mà để cho Việt Nam phát triển. Nhưng mà cái thủ tục và cái cách hành chánh của Việt Nam nó quá quan liêu, kỳ kèo với nhau, và có cái công ty họ tưởng là có công ty không biết nhưng mà họ biết rất rõ. Vì vậy cho nên Việt Nam mất cái cơ hội. Xin anh có thể tổng kết và chia tay với quý khán giả, nếu mà Việt Nam cần phải khai thác, bởi vì cơ hội nó đến với mình nó không có ngồi lâu. Đời người mà, đời người anh có cơ hội anh lấy vợ anh gặp người đẹp cũng lại nếu có cơ hội, chứ mà anh để mất cơ hội là mất đi cái cơ hội của con người, đừng nói là của quốc gia. Thì anh nhận định như thế nào và kết thúc chương trình thưa anh? Thưa anh Hoàng Bách, thưa quý khán thính giả, cơ hội thì Cộng sản Việt Nam có rất nhiều, nhưng họ đã bỏ qua rất nhiều. Cơ hội của năm 1975 là một cơ hội có thể nói là ngàn vàng, mà họ đáng lẽ họ hợp tác với miền Nam, thay vì bắt giam những nhà trí thức, bắt giam những sĩ quan của chế độ cũ vào tù, vào trại tập trung này nọ, thì hợp tác với họ, hợp tác với nhau xây dựng chung một cái nước Việt Nam. Bây giờ thì 48 năm trải qua, đất nước mình đã vươn tới đỉnh nào rồi, chứ không phải là như vậy. Thì cơ hội đó họ đã bỏ qua, họ chỉ có thù địch mà thôi. Cho nên bây giờ thì ngày xưa công kích chế độ Việt Nam Cộng Hòa là tham nhũng, bây giờ họ còn tham nhũng không biết gấp bao nhiêu lần. Cho nên là vì cái tham nhũng đó mà đưa ra cái thủ tục quan liêu hành chánh như anh nói, làm nản lòng tất cả những cái công ty ngoại quốc muốn đầu tư vào Việt Nam. Cho nên nếu họ không thay đổi được, thứ nhất là hạ tầng cơ sở, thứ hai là thay đổi cái thủ tục quan liêu đó, bỏ được cái dẹp bỏ được cái đó, thì họ mới có được cái cơ hội của các nước khác đầu tư vào Việt Nam, làm cho nước giàu dân mạnh. Thì chúng tôi nghĩ tới đây thì chúng ta cũng đã trình bày nhiều về vấn đề rồi, thì chắc chắn là những điều mà chúng tôi vừa trình bày nó cũng còn thiếu sót, thì mong rằng quý khán thính giả có nghe thì xin quý vị bổ túc cho hoặc là tha thứ cho nếu thiếu sót của chúng tôi có. Thì một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn tất cả quý vị đã nhiệt tình ủng hộ tôi trong cái cuộc nói chuyện vừa rồi, và mong rằng quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ tôi nữa, và xin được kính chúc cho tất cả quý khán thính giả cũng như anh Hoàng Bách một những ngày cuối tuần thật an bình và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Dạ vâng, qua sự trình bày của anh Đỗ Hồng Anh, chúng tôi xin phép khép lại chương trình ở đây. Quý vị muốn nghe tiếng nói của một người ở vùng quê Thịnh Đốn gửi đến quý vị đó, có một góc nhìn khác đó, thì mong quý vị hỗ trợ bằng cách là comment hoặc là khuyến khích, động viên tinh thần để anh Đỗ Hồng Anh có thể là trở thành một vị khách thường xuyên gửi đến quý vị vào mỗi thứ sáu. Và chúng tôi cũng mong là quý vị hỗ trợ bằng cách quý vị subscribe, like và share chương trình. Chúng tôi xin kính chúc quý vị khắp nơi có một cuối tuần thật là bình an, và cũng cảm ơn anh Đỗ Hồng Anh đã dành thời giờ để đóng góp đến quý khán giả. Và chúng tôi cũng mong rằng là cái tiếng nói của chúng tôi là tiếng nói trung thực, dù là nó không được nó chỉ một ở góc nhìn thôi, mà mong quý vị đón nhận với nhiều tin tức khác nhau để chúng ta đưa ra cái nhìn chính xác. Bởi vì bây giờ đó, cái thuyết âm mưu và cái tin giả nó quá nhiều, nếu chúng ta không có đọc mà chúng ta không chịu nghe, chúng ta cố chấp vì sĩ diện đó, chúng ta lỡ ủng hộ ai đó rồi chúng ta không thay đổi được đó, thì cái đó mình không tiến bộ được. Mình tiến bộ, mình phục thiện là mình cùng nhau hợp hỏa để thăng tiến và bảo vệ cái nền dân chủ của Hoa Kỳ cũng như bảo vệ nền dân chủ của thế giới. Đến đây thì chúng tôi xin kính chào và hẹn với quý vị trong chương trình lần tới. Chào anh Đỗ Hồng Anh. Dạ, xin chào anh.